Cái này lá rất là đều luôn rồi. Này, để lên quay lùng cho lực mọi luôn người xem lùng rồi. Lùng lực. lực bung tròn luôn rồi. Đó. Lá trẻ nữa. Cái này Đó. là vỏ ốc rồi quý vị. Vỏ ốc biển. Vỏ ốc mình vừa cắt ra tạo chậu. Mọi người thấy không? Nó lùng đã không? Chưa tới găng tay của mình luôn nè. 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 Đâu tới găng tay đâu. Nhìn bụng lên là bít anh ha. Ừ. Giáo nhỏ. Siêu lùng. Nó tầm trứng ngỗng à. Bự hơn trứng vịt, trứng ngỗng. Cái này thích hợp với các chị gái nè. Quá đẹp cái chậu này. Đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ừ. Mình nuôi thêm lá nữa là ok thôi. Ừ. Đây nè, lá này nó rất tốt rồi. Đây. Lá này là lấy lá chuẩn rồi đó. Quá trời trồng cây quá đẹp rồi, cái này để trên bàn khách là ok luôn mọi người. Nó tròn nó đều. Đây, mọi người xem cái tàn từ trên xuống nè, đó. Tàn tròn đều lắm nè, thấy không? Siêu nhỏ luôn. Nó cong 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 như cái con vậy ha. Mình thả cá thả gì vô. Ừ. Quá đẹp cái cây này. Hello mọi người, trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Cũng khá là lâu rồi Linh không có ra clip mọi người. Thì hôm nay sẵn Linh có đi công việc ở đây thì ghé ngang tắc cầu, ghé ngang vườn dừa của Đen Nguyễn để thăm Đen Nguyễn cũng như chia sẻ những tác phẩm dừa bonsai đẹp cho mọi người xem giải trí ha. Rồi bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị mình sẽ cùng vô giao lưu với Đen Nguyễn ha. Rồi chào Đen Nguyễn ha. Hello. Hôm nay khỏe không? Khỏe. Chào khán giả của kênh dừa bonsai Hoàng Linh. Khá là lâu rồi Linh cũng không có ra gặp anh em mọi người, cho nên là anh em trong hội cũng khá là lâu. Cái này mưa gió bão bùng quá. Cái này làm quá trời người vừa ha. Ở đây Đen Nguyễn làm vừa dữ lắm mọi người. Toàn là để uống nè, đi đường lực thôi nè. Khui ra uống không đó. Cắt cái gì đây? Gọc yếm. Vừa của Đen là gọc yếm dữ lắm. Đây kỹ thuật gọc yếm để cho nó lùng đây mọi người. Kỹ thuật này là không thể nào thiếu trong môn dừa bonsai nha. Cũng khá là lâu là Linh không có ra cái clip nào để hướng dẫn mọi người hết. Nhưng mà Linh cũng hướng dẫn rất là đầy đủ rồi. Mọi người có thể thêm xem lại những clip cũ là làm ra cái dừa rất là đẹp rồi. Bonsai dừa giờ cũng phổ biến lắm rồi. Linh thấy là Đen còn khá là nhiều cây thành phẩm luôn nè mọi người. À, có cả cái cây cổ thụ nè, cây cổ thụ rất là đẹp nè nha. Đây thì khá là nhiều cây thành phẩm nè. Chút xíu nữa Đen Nguyễn sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem cây nào mắc thì có thể chia sẻ về chúng ta trưng chơi ha. Đây, thành phẩm đây, rất là nhiều. Đấy, cái này. Để cái đây đi. Đây, thành phẩm. Dễ nè. Mình có được cái cách cú rễ nè. Tầm 3 tháng mình sổ bầu ra. Mình uống những cọng rễ này cho nó cong. Rồi, mấy cây này là chia sẻ luôn không? Chia sẻ luôn. Thành phẩm rồi, ok, chia sẻ. Rồi. Chị là cứ tưới nước là ok thôi. Rồi, có chính chị nào thích thì có thể chia sẻ với cái Đen ha. Cái này thế là siêu nhỏ lùng. Nè. Siêu lùng. Quá đẹp mọi người, cây này nhỏ mà lùng đẹp á. Chút xíu nữa Linh sẽ để cái số điện thoại của Đen Nguyễn vô trên màn hình ha, rồi mọi người giao lưu thì mọi người có thể liên hệ với Đen Nguyễn ha. Quá đẹp, cây này dễ uống. Đây là dừa éo nha mọi người. Lùng lực. Rất là nhiều. Ồ, cái này bình trà luôn nè. Đó. Cái bình này nó tốt lắm tại vì nó chịu độ nóng. Quay một vòng đi cho mọi người xem thích cây nào. Đó. Cây này lá rất là đều luôn rồi. Này, để lên quay lùng cho lực mọi người xem lùng lực. Lực bung tròn không à. Đó. Lá trẻ nữa. Trời, lên cây khác đi. Khá là nhiều luôn á mọi người. Thì khi nào mọi người mua đó thì chia sẻ về chơi đó thì Linh để số điện thoại Đen Nguyễn, kết bạn Zalo với Đen Nguyễn rồi Đen Nguyễn chụp hình hoặc là quay video lại cho mọi người xem lại một lần nữa rồi chốt cây nào thì anh em ở đây là có ship code toàn quốc cho mọi người luôn. Cái này đó. Là vỏ ốc rồi quý vị.
Dừa ốc biển. Dừa ốc mình vừa cắt ra tạo chậu. Mọi người thấy không? Nó lùng đã không? Đều bon. Nói về lùng lực là khỏi cần phải nói, phải tuyệt vời về lùng lực. Lùng lực thì mình chịu khó gọc yếm thường, canh yếm gọc. Rồi, lên tác phẩm mới đi. Nó đang nuôi cái rễ hả? Đang nuôi cái rễ nè, thấy nó đẹp quá, bỏ uổng. Đó, mọi người về muốn nuôi thêm rễ mà nếu nó có mọc cái rễ nhỏ nhỏ là mọi người quắn cái rễ dư ẩm như thế này nè. Là từ từ nó cái rễ nó sẽ mọc dài ra ha. Mình không nuôi cũng không có sao, tại vì nó đủ rễ sống rồi. Nuôi tại nhiều, vì nhiều thấy, rễ thì nó đẹp hơn. Tại vì thấy nó rồi mình nuôi vậy thôi. Nè đây. Siêu mini. Quá nhỏ. Chưa tới ra chưa tới từ đây đây gần chưa tới găng tay, chưa tới găng tay của mình luôn nè. Nè. Nè, đâu tới găng tay đâu. Mình bụng lên là bít anh ha. Ừ. Gáo nhỏ. Siêu lùng. Nó tầm trứng ngỗng à. Bự hơn trứng vịt, trứng ngỗng. Ừ. Nhỏ hơn trứng ngỗng á. Quá dữ. Cái này thích hợp cho mấy anh chị nào mà làm việc ở trong cái văn phòng nè, để vô cái bàn ngồi làm việc á, nhỏ xíu xíu dễ lắm. Cái con gà. Cái dừa rất là dễ sống luôn, chỉ cần tưới nước cho đây nó là cũng là ngày đầy đủ thôi. Lồng lực nó cái gì? Cái này thích hợp với mấy chị gái nè, cái này. Mình chưa sơn BU. Cái cây kia mình sơn BU rồi. Cái này chưa sơn BU là như vậy nghe mọi người. Cái gáo nó còn thì qua lớp sơn BU đó. Khi mà mọi người mà chia sẻ vậy thì trước khi gửi đi thì anh em có sơn BU cho mọi người hết. Phải sơn. Cái này thích hợp với các chị gái nè. Quá đẹp cái chậu này. Mấy cây cổ thụ này có giao lưu luôn không? Cái này thì giao lưu nhưng mà nó chưa có thành phẩm. Nó lâu lắm. Bữa Linh cũng có nhận được một số bình luận của một số cô chú anh chị muốn mua dừa cổ thụ nè. Anh chị mà hồi bữa bình luận đó, nếu có thấy clip này thì có thể liên hệ với Đen Nguyễn nè. Có những cây cổ thụ anh rất anh là em nhiều. Có nhà ý muốn chia sẻ thì mình cũng sẵn sàng. Đây. Okay. Đen Nguyễn có đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mình nuôi thêm lá nữa là ok thôi. Đây này, lá này nó rất tốt rồi. Đây. Lá này là lấy lá chuẩn rồi đó. Không còn cắt bỏ nữa. Giờ này Linh cũng bận không có ra clip, cũng không có làm dừa mọi người, ít làm á. Cho nên là cô chú anh chị có nhắn tin mấy bữa gài mà Linh cũng có chưa trả lời thì cô chú anh chị mình thông cảm ha. Có gì nè cô chú anh chị bữa nhắn hỏi mấy cây dừa cổ thụ nè. Liên hệ Đen Nguyễn, dài dài bên đó còn nhiều lắm. Nè, quay mấy em luôn nè. Đó. Có gì thì cô chú anh chị liên hệ Đen Nguyễn, Đen Nguyễn thân, sẽ gửi cho mọi người xem. Thân nó tầm 3 tấc. Dài. Cái này thân dài. Nè. Đây cây cổ thụ nó đây. Để lấy luôn, quay luôn. Hơi nặng ạ. Đây cổ thụ. Quá trời trồng cây quá đẹp rồi. Cái này để trên bàn khách là ok luôn mọi người. Thân em nó hơi lùng nhưng mà điều nó có tàn đẹp. Này bàn khách hoặc là cô chú anh chị nào mà hay ngồi uống trà ở ngoài hiên ha, có cái bàn đó, để lên đẹp lắm. Ngoài sân vườn đó có bàn ngồi chơi rồi đó. Để góc nhà rồi đó. Quá đẹp cổ thụ mọi người. Đây, thân nó đây. Còn gáo luôn. Mà gáo này thì to. Nó sức rồi. Lấy ra vẫn được. Không, cái cổ thụ thì được, chúng ta để cho trang trí thôi cũng được. Nó thật chắc của nó là gáo này của nó nhưng mà điều nó sức rồi, nhưng mà mình vẫn giữ lại. Thường cây cổ thụ sống lâu năm thì nó sẽ bỏ gáo tự động thôi. 2 năm ngoài 3 năm là nó bỏ rồi. Đấy, còn đây có cây này đây nữa. Nó... Đâu, rất là dễ, siêu nhỏ luôn vậy. Rất là ưng ý cây này đây mà chưa có gọc yếm nha. Quá trời. Xin lỗi chưa có cắt rễ cáp. Chưa siêu nhỏ, siêu nhỏ luôn nè. Nhưng mà em nó đẹp lắm. Tàn nó tròn nó đều. Đây, mọi người xem cái tàn từ trên xuống nè. Đó. Tàn tròn đều lắm nè, thấy không? Siêu nhỏ luôn rồi. Dễ nè. Dọn mấy cái yếm này. Đó. Cái này thì nói chung là mới cơi rễ lên thôi mọi người. Dọn nó mới đẹp ha. Mình dọn là dọn cách gì nè. Cái này thì cô chú anh chị mà theo dõi kênh nhiều thì cũng biết cách làm hết rồi. Cắt mấy con dây cám này ra. Khi cô chú anh chị mua về đó thì có cần hỏi gì đó thì mấy anh em sẽ giải đáp cho mọi người. Hoặc là có thích thể thì làm mình clip ngắn gửi cho mọi người. Cắt công đoạn làm thành dừa bonsai, cứ việc hỏi. Đó mình làm vài cái cho quý vị xem thôi.
Có một số quý vị đòi mua cái dao này nè, mà Linh nên đâu có bán đâu, mà mọi người muốn mua lên kênh TikTok cũng bonsai vườn Linh đó. Linh có để cái trong cái giỏ hàng đó là của người khác thôi, nhưng mà Linh mọi người hỏi thì cứ vô đó mua, thì Linh có chia sẻ lên đó cho mọi người mua để mọi người có mà xài. Chưa có sơn BU thì mình quấn để nắng nó bị nứt ráo. Khi mình sơn BU rồi thì mình bỏ ngoài nắng. Mấy tác phẩm bên đây là còn mấy tác phẩm siêu lồng lực nào bên đây không? Bên đây nè. Cho mọi người xem luôn đấy mấy cái tác phẩm này. Để đó luôn đi. Để đấy. Luôn xoay qua xoay lại bưng bưng lên được rồi. Nè nó cây này rất là đẹp nha mọi người. Trong chậu ốc nữa quý vị. Rồi, gần vô cái rễ cho mọi người xem này đó. Định Nguyễn là chuyên gia là làm rễ uống nha mọi người. Rễ uống nuôi là nó cũng khá cầu kỳ, mất khá là nhiều thời gian. Đó. Nói về cái lời thì mình không nói đâu. Nói về cái đam mê, mình phải chơi cho nó đẹp. Chứ nói về cái công sức mà bán cái đồng tiền bằng thì mình không có nói tới vấn đề đó. Tại vì cây dừa này có tới 10 tháng rồi mới hoàn thiện. Cây dừa của mình là 10 tháng. Mười tháng là thời gian cũng khá ngắn rồi đó mọi người. 10 tháng. Cái cây của Linh nuôi là từ 2 năm còn ai trở lên không đó. Mấy cây cổ thụ này nè, như mấy cây này là rất là lâu nè. Cái đó 5 năm đi rồi. Đó. Nuôi càng lâu thì cái cây của chúng ta nó sẽ càng đẹp. Nè. Đây quý vị có một cây này rất là đẹp đây quý vị. Đó. Cây vừa bị cổ công nha. Cổ công hả? Đã vậy? Ê, đâu lấy tay cây. Đây mọi người coi nè. Như ở đây thiếu sáng quay qua đây mọi người coi. Đó. Nó cong như cái con vậy ha. Quá dữ rồi. Đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cái tàn này mình thêm chừng 2-3 lá nữa là quýp luôn đó quý vị. Cây rất là đẹp. Thêm cái gốc quái nữa. Rồi mấy cây này nè, mấy cây này cũng đẹp nè. Trời, cây này vô cái chậu quá trời vậy. Để lên cây đó luôn. Lỡ lên nè. Đây chỗ quý vị xem cây này đây. Nước không à, quá nặng rồi. Rồi xây ngang để quay thấy nè. Mình cái chậu này bình thường rồi mình đắp xi măng lên, đắp một xốp. Trên vòng. Đây là chạy này dài xuống. Này ngược sáng hay sáng. Như đây thì mình có thể mình thả cá thả gì vô. Có thể mua vài hạt sen. Không mà sen cái này sai mình trồng vô cũng được. Mà cái này làm nếu mà anh em ba cô chú mà ở gần ở xa ship đi chắc hơi khó à. Cũng được không gì, bơm nước ra nó nhẹ à, lúc nước ra nó nhẹ thôi. Tại vì mình tạo cá tao gì đó tùy mình thích. Tác phẩm quá dữ. Tác phẩm này cũng là một cái chậu nữa nè mọi người. Đây nè, lên luôn. Đây. Thì cô chú anh chị nào yêu mến những cây bonsai dừa thì liên hệ với Đinh Nguyễn, thì Đinh Nguyễn sẽ quay và gửi qua Zalo cho mọi người xem lại kỹ lại rồi mới chốt, chứ không phải là coi như thế này rồi chọn. Đây, cái này luôn. Hoàn thiện rồi đó nghe quý vị. Cây này quá to, ở đây tối quá. Đó, sáng lên mọi người dễ thấy nè. Đồ sộ, cây này quá đồ sộ, gáo siêu to. Mà gửi uống nữa, ở trên thì lùng. Rồi, kiếm cây khác cho mọi người xem đi. Dạ bên đây nè, qua bên đây quay cho mọi người xem thấy dễ sáng hơn nè. Cây này chưa có gọc yếm nè. Tôi chưa có cắt rễ cám. Chưa có rọc cái cám, mình mới đưa lên chậu vậy thôi. Cái này thì siêu nhỏ. Vì rọc cái cám đó là hoàn thiện. Ok thôi. Mọi người trồng rêu hay là trồng cỏ gì vô đây đẹp lắm cái chậu này. Rất là nhiều cách để làm, mình muốn trồng cỏ tạo không gian sống động. Thôi những cái mặt chậu này thì mình trồng những cây cỏ, còn những cái cây gì đó.
quả đẹp trái cây này. Nó chắc giới thiệu với mọi người nhiêu đây cũng được ha. Đoạn clip cũng khá là dài đó. Thì cô chú anh chị mình mà nếu yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại của Đen Nguyễn, mình sẽ để ở trên cái màn hình cho cô chú. Còn rất là nhiều cây nhưng mà điều mình quay một số mẫu gì thôi chứ cũng còn nhiều lắm. Khi nào cô chú anh chị liên hệ với Đen Nguyễn thì Đen Nguyễn sẽ chụp hình hoặc là quay video gửi cho mọi người qua Zalo để mọi người xem rõ hơn. Tông bự, tông nhỏ gì có hết. Rồi clip của Linh chắc lẽ tạm dừng ở đây ha. Thôi cũng xin chào mọi người ha. Rồi Đen Nguyễn chào mọi xin người. Xin chào tạm biệt, chúc quý vị sức khỏe. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip sau ha.